Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Nhân tại Mộc Diệp Vũ trí ba tộc nhân quỳ cầu ta rời núi, ta gọi ly Việt, xuyên qua đến họa ảnh thế giới, trở thành một tên vũ trí ba ninja, đồng thời thức tỉnh mỗi ngày ký đến hệ thống. Để không bị người ta vết lung tung, tôi một mình ẩn cư ở ngoài thôn, kiên trì ký tên, khổ tu 8 năm. Thẳng đến có một ngày, ta ẩn tu 8 năm đạo tràng bên ngoài, có người tức giận hô to. Ta vũ trí ba thân là một dịp sáng lập nhất tộc, lại trở thành thôn giữ cửa, bây giờ thôn từng bước ép sát, muốn cắt giảm tộc ta bộ cảnh vệ các hạng quyền lực, là có thể nhẫn nhưng không thể nhẫn. Vũ trí ba nhất tộc toàn thể ninh gia quỳ cầu ly việt đại nhân rời núi, trọng chấn tộc ta. Giờ khắc này, ly việt sửng sốt. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 tộc nhân quỳ cầu rời núi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhẫn giới, hỏa quốc. Ngoài một dịp thôn 50 dặm, là một dãy núi liên miên không dứt, dãy núi nhấp nhô bất định, hiểm trở dị thường, được thôn dân thôn trang phụ cận gọi là Nhật Cao Sơn. Trên đỉnh Nhật Cao Sơn, mây mù vần quanh, một tòa đạo tràng tọa lạc trong đó, bên trong cực kỳ rộng rãi, có thể chứa được trăm người. Bất quá trong đạo tràng rộng lớn như thế, cũng chỉ có một thanh niên thanh niên tóc đen mày kiếm, tướng mạo tuấn giật, khí chất cực kỳ ưu nhã, giờ phút này giống như quý công tử ngồi xếp bằng ở giữa đạo tràng. Trên hai chân hắn còn đặt một thanh thái đao màu đen. Một người, một đao. Giống như thiên nhân hợp nhất. Đột nhiên. Thanh niên mãnh liệt mở hai mắt ra, ánh sáng lôi đình từ đôi mắt nở rộ, lập tức bay lên trời. Thái đao trên hai đầu gối cũng rút ra, thanh âm sắc bén vang vọng cả tòa đạo quán lôi chi hô hấp, nhất chi hình, phích lịch thiểm thiểm, bát liên. Đâm rồi. Lôi quan nở rộ. Một tia chớp màu vàng lóe ra bốn phía, từng trận sấm nổ vang, giống như có lôi đình đánh rơi. Ngay sau đó một trận nổ vang, lôi quang màu vàng trong nháy mắt lan tràn, từ trong đạo tràn tràn ra bên ngoài, quấy đến không khí phát ra tiếng nổ chói tai, mây mù cuồn cuộn liên tục. Hô hô. Thân ảnh bay lên không hạ xuống, nhẹ nhàng thở ra, nhìn lôi điện lưu lại trong không khí, khóe miệng phát họa độ công nhu hòa. Hắn tên là Vũ Trí Ba Ly Việt. Là một tên xuyên Việt giả. Hơn 20 năm trước, từ địa cầu xuyên qua đến họa ảnh thế giới, trở thành Vũ Trí Ba nhất tộc một tên trẻ con. Thân là người xuyên Việt hắn, hơn nữa còn xuyên Việt đến Vũ Trí Ba bộ tộc, tự nhiên cho rằng mình chính là cái gọi là thiên mệnh chi tử. Tương lai nhất định cùng những người xuyên Việt khác giống nhau, chân đá vũ trí ba ban, quyền toái đại đồng mộc huy dạ. Mang theo loại tự tin này, Ly Việt bắt đầu kiếp sống ninja của mình. Năm tuổi vào trường ninja, học cùng lớp với Tam Nhẫn và đoạt lấy danh hiệu trưởng sinh từ Đại Sa Hoàng. Sáu tuổi mở ra viết luân nhãn. Bảy tuổi tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn. Mười lăm tuổi đem viết luân nhãn tăng lên tới Tam Câu Ngọc. Sau đó lại trong một năm ngắn ngủi xông xuống danh tiếng lớn như vậy, đạt được danh hiệu thiên tài mạnh nhất thế hệ trẻ của Mộc Diệp, có thể nói là đắc chí hài lòng. Nhưng mà, ngay khi Ly Việt cho rằng kiếp sống huy hoàng của mình phải tiếp tục, lại gặp phải thất bại đầu tiên trong đời. Năm 16 tuổi, xung đột giữa Mộc Diệp và Sa Ẩn gia tăng. Bởi vì biểu hiện của Ly Việt quá mức chói mắt, bị Sa Ẩn cho rằng là vũ trí ba ban tái sinh, nếu như mặc kệ trưởng thành, Mộc Diệp rất có thể sẽ xuất hiện tu la thứ hai. Trong sự kiên kỵ này, Ly Việt đã lọc vào danh sách tất sát của Sa Ẩn. Sau đó cũng không lâu lắm, Ly Việt bị tập kích trong nhiệm vụ tới Phong Chi Quốc. Mà tập kích Ly Việt, rõ ràng là tiểu đội Sa Ẩn do phong ảnh đời thứ ba xuất lĩnh. Niêm gia cấp ảnh xuất lĩnh tiểu đội thường nhẫn. Đây chính là đội ngũ đáng sợ ngay cả cường giả đồng cấp cũng có thể vây giết. Lúc ấy Ly Việt đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ khi xuyên Việt tới nay. Bất quá, cũng là bởi vì lần này vây dết, để cho hắn thức tỉnh chính mình ngón tay vàng. Cái này ngón tay vàng tên là ký đến hệ thống. Mỗi ngày chỉ cần ký đúng hạn là có thể nhận được phần thưởng. Dựa vào bàn tay vàng, ly việt may mắn chạy thoát. Trải qua lần này sinh tử nguy cơ về sau, hắn triệt để thu hồi người xuyên việt lòng kiêu ngạo. Biết thực lực của mình cũng chỉ bình thường, còn lâu mới đạt tới tiêu chuẩn mộc huy dạ hoặc vũ trí ba bang trong nhẫn giới có không ít người có thể giết chết mình. Vì thế trong rút kinh nghiệm xương máu, Ly Việt quyết định bế quan khổ tu. Sau khi trở về thôn, hắn rời khỏi tộc địa, lẻ loi một mình đi tới Nhật Cao Sơn cách một dịp thôn 50 dặm, một bên khổ tu, một bên ký tên, quyết định chờ thực lực đạt tới đỉnh nhẫn giới, lại rời núi. Mà chỉ chớp mắt, chính là 8 năm. 8 năm rồi. Ly Việt có chút cảm khái, sau đó mở bản hệ thống ra đăng nhập vào hệ thống ký chủ. Vũ trí ba ly việt thời gian đăng ký. 8 năm và một ngày ký phần thưởng. Nhật Luân Đao, Vạn Hoa Kính Viết Luân Nhãn, Sơ Cấp Tiên Nhân Thể, Hạt Đen, Lôi Chi Hô Hấp, Viêm Chi Hô Hấp nhìn phần thưởng đạt được mấy năm nay, trên mặt ly việc tuấn giật hiện lên vẻ tươi cười. Trải qua 8 năm khổ tu, thực lực của hắn đã đạt tới ảnh cấp cao dai ảnh cấp cao giai tuy rằng so ra kém loại lão bất tử vũ trí ba bang nhưng đặt ở nhẫn giới hiện nay coi như là chiến lược đỉnh cao hôm nay hắn nếu là rời núi không nói tung hoành toàn bộ nhẫn giới nhưng tung hoành hỏa quốc vẫn là không thành vấn đề tất nhiên cho dù như vậy hắn cũng không có ý định rời núi mà là nghĩ lại ký đến vài năm chờ đạt được vĩnh hằng vạn hoa đồng sau đó lại xuất quan cũng không muộn đến lúc đó có được vĩnh hằng nhãn hắn đừng nói bình thường ảnh cấp, cho dù vũ trí ba ban đột kích, hắn cũng có tự tin cùng một trận chiến. Nghĩ vậy, Ly Việt thu hồi ý niệm, điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị tiếp tục huấn luyện lôi chi hô hấp. Bất quá không đợi hắn đem trường kiếm nâng lên, liền cảm ứng được một cổ chakra lớn hướng đạo tràng tới gần. Hả? Hai tròng mắt Ly Việt giống như ngôi sao hiện lên một tiên nghi hoặc. Dù sao ở trên núi ngay người tám năm, ngoài trừ số ít vài người bên ngoài, liền cũng không còn ai tới nơi này. Hiện tại một đống người đến, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Ý niệm này vừa hạ xuống, bên ngoài đạo tràng liền truyền đến một trận động tĩnh. Chỉ thấy trên trăm tộc nhân vũ trí ba mặt áo khoác màu xanh lá cây, mặt trên có mang theo huy hiệu tộc quạt tròn, dừng ở trước đạo tràng, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Trong đó đầu lĩnh vũ trí ba ninja, đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất. Phía sau hắn trên trăm vị vũ trí ba ninja, cũng tại hô một tiếng bên trong quỳ xuống. Tộc nhân vũ trí ba cầu kiến ly việt đại nhân. Tộc trưởng sáng sớm hôm trước chết trận ở Sương Chi Quốc, trong tộc quận Long vô thủ, thôn thừa cơ gây khó dễ, muốn cắt giảm quyền lực bộ cảnh vệ tộc ta. Một dịp chính là gia tộc tiền bối cùng thiên thủ nhất tộc xây dựng, hỏa ảnh chi vị vốn nên là ta vũ trí ba nhất tộc sở hữu, nhưng tộc ta vì cầu an định cũng không tranh đoạt, chỉ chấp chưởng bộ cảnh vệ một chức, có thể coi như vậy, Thông như cũ không thuận theo không tha, từng bước ép sát. Hôm nay gia tộc Nguy trong sớm tối, vũ trí ba bộ tộc toàn thể niên gia, lúc này cầu ly việt đại nhân rời núi, trọng chấn ta vũ trí ba bộ tộc. P. S. Cài đặt sai rồi nên mở lại. Chương 02 Biến thành con chó trong cửa Uchiha Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Một dịp mặc dù là do thiên thủ cùng vũ trí ba đồng sáng lập, nhưng hỏa ảnh chi vị vẫn bị thiên thủ nhất mạch khống chế. Đầu tiên là thiên thủ trụ giang cùng thiên thủ môn giang, sau đó là thiên thủ môn đệ tử thân truyền viên phi nhật trảm. Trái lại vũ trí ba cũng là bộ tộc sáng lập, lại chỉ kiếm được chức vị bộ cảnh vệ. Thời kỳ nhị đại, hỏa ảnh thiên thủ môn đời thứ hai tuy rằng khắp nơi hạn chế vũ trí ba, nhưng cũng không tính là quá đen tối, chỗ tốt nên cho cũng không ít, cho nên bộ cảnh vệ cũng coi như bộ phận thực quyền, không chỉ quản lý trị an và phòng bị của Mộc Diệp, còn có ninja lớn nhỏ có quyền quản chế Mộc Diệp. Hơn nữa lúc ấy đội trưởng bộ cảnh vệ là Vũ Trí Ba Kính. Vũ Trí Ba Kính lại là hộ vệ đời thứ hai. Có tầng quan hệ này, cho dù bộ tộc Vũ Trí Ba không có vị trí hỏa ảnh, cũng đóng vai trò quan trọng trong thôn. Nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tày gan. Cùng với hỏa ảnh đời thứ hai và Vũ Trí Ba Kính qua đời, tình cảnh của Vũ Trí Ba thoáng cái thay đổi tân thượng vị tam đại hỏa ảnh viên phi nhật trảm, nhìn như mặt thiện nhân hậu, thực chất tâm hắc vô cùng, tại vị hơn 10 năm, trước sau lấy các loại lý do, cắt giảm quyền lực của bộ cảnh vệ. Trải qua mấy lần cắt giảm, bộ cảnh vệ chỉ còn lại hai loại quyền quản lý trị an và tuần phòng thủ bị. Vũ trí ba tuy rằng đối với việc này bất mãn, nhưng một dịp hiện tại không thể so với lúc trước, cho nên chỉ có thể nén giận, hy vọng thông qua nhượng bộ để đổi lấy yên ổn. Bất quá, vũ trí ba không nghĩ tới chính là chính mình nhượng bộ cũng không có đổi lấy yên ổn ngược lại đổi lấy càng thêm nghiêm khắc chèn ép ngay hôm trước tộc trưởng chết trận ở sương chi quốc thân là trưởng lão chí thôn đoàn tàn vậy mà vào lúc đó đưa ra đề nghị cắt giảm quyền tuần phòng thủ của bộ cảnh vệ nguyên bản quyền tuần phòng thủ của bộ cảnh vệ là do bộ tộc vũ trí ba thống lĩnh các tộc như nhật hướng du nữ khuyển mộ nguyệt quan thủ vệ thôn an toàn nhưng dưới đề nghị của đoàn tàng, lại biến thành nhật hướng, du nữ, khuyển mộ, nguyệt quan và các tộc khác hiệp đồng với bộ tộc vũ trí ba, bảo vệ an toàn thôn. Thống lĩnh cùng hiệp đồng mặc dù chỉ là chênh lệch hai chữ, nhưng quyền lực lại phát sinh biến hóa cực lớn. Ý thống lĩnh là, vũ trí ba bộ tộc cao hơn mấy tộc, là thủ trưởng của mấy tộc, mà hiệp đồng lại biến thành ngang hàng. Nói cách khác, từ nay về sau, địa vị của mấy tộc bằng nhau, không còn phân chia cao thấp nữa điều này đối với vũ trí ba mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận bởi vì bộ phận bảo vệ chỉ còn lại hai quyền lực một là quyền quản lý trị an một là quyền tuần tra phòng thủ quyền quản lý trị an nói dễ nghe một chút là quản lý trị an có thể nói khó nghe một chút chính là quản lý đô thị chuyên môn làm chút việc bẩn nhọc đắc tội với người khác nếu như quyền tuần phòng bị còn bị cắt giảm vậy vũ trí ba sẽ thật sự trở thành chó canh cửa của mộc dịp khuyển mộ du nữ nhật nhật những gia tộc này ngoại trừ tuần phòng đều còn có bộ điều tra bộ trưởng bộ thẩm vấn các loại chức vị mà thân là bộ tộc sáng lập vũ trí ba có được viết luân nhãn lại chỉ có thể kiếm chức vị quản lý đô thị cái này đặt ở ai thì người đó cam tâm tình nguyện cho nên đối mặt với sự ép sát của thôn vũ trí ba muốn phản kháng nhưng ngay khi bọn họ muốn tuyển ra tộc trưởng mới, sau đó bác bỏ đề nghị của chí thôn đoàn tàn, lại phát hiện gia tộc có chút thời kỳ giáp hạt. Chính xác. Vũ trí ba rất mạnh, mỗi tộc nhân đều là tinh anh. Nhưng ở trong những tinh anh này, lại thiếu loại người uy vọng cùng thực lực thôn tính này. Mấy cái lớn tuổi vũ trí ba niêm gia tuy rằng uy vọng đầy đủ, nhưng thực lực lại không đủ. Như vũ trí ba phú nhạc loại này thực lực không tệ tinh anh thượng nhẫn, lại quá mức trẻ tuổi, uy vọng khiếm khuyết, nếu như đảm nhiệm tộc trưởng, nhất định sẽ khiến cho một bộ phận tộc nhân bất mãn. Đang nghĩ tới nghĩ lui. Tộc nhân vũ trí ba rốt cục nhớ lại ly việc. Sáu tuổi mở ra viết luân nhãn. Bảy tuổi tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn. Mười lăm tuổi mở ra tam câu ngọc viết luân nhãn, cũng xông xuống danh tiếng lớn như vậy, được xưng là vũ trí ba ban tái thế. Cho dù ẩn tu nhiều năm, trong tộc vẫn lưu truyền truyền thuyết Ly Việt. Hơn nữa tộc nhân năm đó coi Ly Việt là thần tượng, cũng đã hơn 20 tuổi, là lực lượng trung kiên của gia tộc, nếu để Ly càng ngày càng làm tộc trưởng, khẳng định không ai phản đối. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, vũ trí ba nhất tộc trong nháy mắt làm ra quyết định. Đó chính là đi tới Nhật Cao Sơn, mời rời khỏi núi. Người nói tộc trưởng chết trận. Thanh âm ôn hòa truyền đến, tộc nhân vũ trí ba nửa quỳ trên mặt đất nhau nhau ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy một thanh niên cực kỳ tuấn giật đi tới. Thanh niên mặt trường bào rộng thùng thình, bên hông đeo một thanh thái đao màu đen, tóc đen mềm mại khoác ở hai vai, phối hợp với hai tròng mắt giống như ngôi sao kia, cùng khuôn mặt tuấn mỹ, giống như một vị quý công tử. Đại ca Vũ trí ba phú nhạc nửa quỳ trên mặt đất sau khi nhìn thấy đại ca nhà mình, kinh hỉ hô. Ly, Ly Việt Đại Nhân tộc nhân còn lại ngơ ngác nhìn Ly Việt. Ly Việt trời khỏi thôn đã 8 năm. Ly Việt 8 năm trước tuy rằng rất đẹp trai, nhưng nào giống như bây giờ, tuấn giật, cao quý mà lại tao nhã. Nhìn Ly Việt xuất trần như thế, tộc nhân vũ trí ba bừng tỉnh lại, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Mặc dù không biết thực lực hiện tại của Ly Việt, nhưng chỉ riêng phần khí chất xuất trần này cũng đủ để cho bọn họ tin phục. Các ngươi đứng lên trước đi, nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ly việt nhẹ giọng nói vâng hơn trăm người vũ trí ba đứng lên theo ly việt đi vào đạo tràng sau khi ngồi vào chỗ của mình vũ trí ba phú nhạc vội vàng mở miệng đại ca chuyện trong tộc để ta nói đi hắn là em ruột của đồng bào ly việt nhỏ hơn ly việt vài tuổi nguyên bản sau khi tộc trưởng chết trận gia tộc liền đề nghị cho hắn đảm nhiệm tộc trưởng bất quá lại bị hắn một mực từ chối bởi vì vũ trí ba phú nhạc biết mình mặc kệ thực lực hay là uy vọng đều không vượt qua kiểm tra hơn nữa ở trong lòng hắn có thể đảm nhiệm tân tộc trưởng chỉ có một người đó chính là đại ca mình vẫn sùng bái thân là đệ đệ của ly việt hắn biết đại ca nhà mình mạnh bao nhiêu chút thực lực này của mình so với đại ca quả thực chính là kiến so với voi không đáng nhắc tới ừ ly việt gật đầu Vũ Trí Ba Phú Nhạc nhận được câu trả lời thuyết phục, đem chuyện gần đây của thôn nói một lần. Ly Việt nghe xong liền phất ống tay áo, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi. Nói như vậy, Tam Đại Mục lại hướng gia tộc làm khó dễ. Chương 03 Mặt dày vô sĩ đời thứ ba Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ừ, đại ca, quyền lực của bộ cảnh vệ không thể mất, nếu như quyền tuần phòng bị cắt giảm, gia tộc ở thôn sợ rằng càng thêm khổ sở vũ trí ba phú nhạc vẻ mặt ưu sầu trả lời a à, tam đại mục là một lão hồ ly muốn bảo vệ quyền tuần phòng thủ trong tay hắn không đơn giản ly việt cười khẽ một tiếng xem qua nguyên tác hắn biết ba đời là người như thế nào chuyên quyền mà lại dối trá ba thế hệ đầu đã làm rất nhiều việc chuyên quyền tỷ như đem họa ảnh chi vị truyền cho bốn đời nhưng lại dối trá lấy dạy thủy môn lý do tiếp tục chấp chưởng thôn đại quyền Thủy môn sau khi chết rõ ràng có thể tuyển ra năm đời hỏa ảnh, nhưng lại không cam lòng ủy quyền, chính mình một lần nữa thượng vị. Người chuyên quyền như thế, làm sao có thể để cho vũ trí ba độc trưởng đại quyền? Từ nguyên bản có thể biết. Bộ cảnh vệ đời sau chính là một thành quản phiên bản dị giới, từ đó có thể biết, vũ trí ba căn bản không bảo trụ được quyền tuần phòng thủ bị. Chính là như thế, mới cần đại ca ngài rời núi chủ trì đại cục vũ trí ba phú nhạc vội vàng mở miệng những tộc nhân vũ trí ba khác nghe vậy cũng đứng lên đối diện sau đó lại một lần nữa nửa quỳ trên mặt đất cũng lớn tiếng nói mời ly việt đại nhân rời núi đảm nhiệm vị trí tộc trưởng bộ tộc vũ trí ba rời núi ly việt phất ống tay áo rộng thùng thình sau đó lắc đầu cho dù ta rời núi cũng sẽ không thay đổi gì quyền tuần phòng của bộ cảnh vệ chắc chắn sẽ bị cắt giảm dù sao tam đại đại nhân của chúng ta, chính là hỏa ảnh mạnh nhất các đời. Nói đến đây, Ly Việt không khỏi cười ra tiếng. Tuy rằng hắn ở trên núi đợi 8 năm, nhưng đối với chuyện bên ngoài lại có nhiều chú ý. Đại chiến nhẫn giới lần thứ hai kết thúc vào cuối năm ngoái. Ba đời hỏa ảnh cũng trở thành thế chiến thứ hai lớn nhất công thần. Chính xác. Chính là hỏa ảnh đời thứ ba. Nguyên bản chiến tranh thế giới thứ hai sở dĩ thắng lợi, là bởi vì Mộc Diệp Bạch Nha cùng tam nhẫn các cao thủ liều chết liều sống trên chiến trường, cùng ba đời hỏa ảnh làm ổ ở thôn vận trù, tham, trù, sợ, nghĩ kế, chết, căn bản không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng dưới thủ đoạn chính trị cao siêu của viên phi Nhật Trảm, tuyên truyền thắng lợi của Thế chiến thứ nhì đã sớm biến thành. Dưới sự lãnh đạo anh minh của hỏa ảnh tam đại, Mộc Diệp giành được thắng lợi vĩ đại. Đúng thế chính là lãnh đạo anh minh của hỏa ảnh đời thứ ba. Về phần một dịp Bạch Nha lấy sức một mình bức lui đại quân khôi lỗi xa ẩn, cùng với sự tích tam nhẫn lấy mạng đối kháng sơn tiêu ngư bán tàn, ngược lại giống như là tặng phẩm, căn bản không bị nhắc tới mấy lần. Một cái rõ ràng không ra chiến trường, vẫn trốn ở thôn, thực lực cũng là lịch đại hỏa ảnh bên trong lót đáy viên phi nhật trảm, vậy mà bởi vậy đạt được mạnh nhất hỏa ảnh danh hiệu. Lúc Ly Việt nghe được danh hiệu này, trực tiếp cười ra tiếng. Đồng thời có chút bội phục viên phi nhật trảm. Bội phục đối phương da mặt dày như vậy, có thể làm ra loại chuyện vô sĩ này. Dưới tình huống không ra chiến trường, không chỉ ông đồng các loại công lao, còn có thể mang danh hiệu hỏa ảnh mạnh nhất, không biết xấu hổ. Đương nhiên, không thể không nói tuyên truyền rất có hiệu quả. Quy vọng của viên phi nhật trảm bởi vậy đạt tới đỉnh cao. Hiện giờ viên phi nhật trảm địa vị vững chắc. Quy vọng lại đủ muốn cắt giảm quyền tuần phòng thủ bị của bộ cảnh vệ, căn bản không phải vũ trí ba căn có thể phản kháng. Cho dù đại ca không thể ngăn cản, cũng mời đại ca về thôn đảm nhiệm vị trí tộc trưởng. Vũ trí ba phú nhạc vội vàng nói ra. Hắn biết quyết tâm của ba thế hệ hỏa ảnh cắt giảm quyền lực của bộ cảnh vệ. Nhưng mặc kệ Ly Việt có thể ngăn cản hay không, chỉ cần Ly Việt về nhà, gia tộc kia chẳng khác nào có thêm một cây định hải thần châm dù sao Ly Việt cũng là cường giả ảnh cấp. Gia tộc có cường giả ảnh cấp áp trận và gia tộc không có cường giả ảnh cấp áp trận hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Có ảnh cấp áp trận, dù là ba đời hỏa ảnh cắt giảm cảnh vệ bộ quyền lực, cũng không dám tiếp tục ép sát, như vậy vũ trí ba cũng có thể thở một hơi. Đúng vậy, Ly Việt đại nhân, ngài rời núi đi. Hiện tại tất cả tộc nhân chỉ tin tưởng đại nhân ngài, Ly Việt đại nhân, vũ trí ba nhất tộc hiện tại cần ngài ta vũ trí ba nhất tộc rõ ràng là một dịp sáng lập nhất tộc, không có đạt được hỏa ảnh vị coi như xong, hiện tại ngay cả cảnh vệ bộ quyền lực đều muốn bị cắt giảm hết lần này đến lần khác, một dịp rốt cuộc đem chúng ta vũ trí ba nhất tộc cho là cái gì? Bây giờ là cắt giảm chức quyền bộ cảnh vệ, tiếp theo chỉ sợ chính là đem tộc ta đá ra quyền lực hạch tâm, triệt để chèn ép tộc ta. Hơn trăm tộc nhân nhau nhau mở miệng. Ly Việt nhíu mày, cũng không có lập tức trả lời một bên hắn muốn tiếp tục bế quan chờ sau khi đạt được vĩnh hằng nhãn mới xuất quan bên kia lại không bỏ xuống được bộ tộc vũ trí ba hắn xuyên qua đến vũ trí ba nhất tộc về sau cũng không có giống tiểu thuyết như vậy chịu các loại ủy khuất ngược lại bởi vì thiên phú cường đại được gia tộc bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn mặc kệ cuộc sống hay là tài nguyên đều là tốt nhất mấu chốt hơn chính là bầu không khí của bộ tộc vũ trí ba rất tốt đừng tưởng rằng vũ trí ba bộ tộc đều là người kiêu ngạo tự phụ kỳ thật vũ trí ba phi thường đoàn kết thái độ đối đãi tộc nhân cũng không tồi không giống như hướng nhật làm cái gì phân gia tông gia đại ca chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn gia tộc bị chèn ép vũ trí ba nhất tộc vinh quang từ chúng ta thế hệ này mất đi sao thấy đại ca nhà mình không trả lời vũ trí ba phú nhạc sốt ruột vinh quang của vũ trí ba nhất tộc văn lầm lẫn giả dối hiện giờ mình thân là tộc nhân vũ trí ba, chẳng lẽ còn muốn lịch sử tái diễn sao? Nghĩ vậy, Ly Việt lấy lại tinh thần, ánh mắt quét qua tộc nhân nửa quỳ nửa gối phía trước, khóe miệng chậm rãi cong lên. Người nói không sai, vũ trí ba nhất tộc vinh quang, xác thực không nên mất tại chúng ta thế hệ này. Nói xong đứng lên, đem trường bào động thùng thình khoát về phía sau, hai chân trần nhẹ nhàng dẫm lên sàn nhà, trên khuôn mặt tuấn giật mà lại ưu nhã, lộ ra nụ cười nhạt như nước. Trở về thôn đi, ba đời mục muốn làm khó dễ vũ trí ba nhất tộc, không biết hắn có hỏi qua ý kiến của ta hay không? Chương 04 Làng lá ngoạ long phượng hoàng con Bạn đang nghe tại truyện.audio Một dịp ẩn thôn Ba đời họa ảnh đang tráng niên, đứng trước cửa sổ, vừa hút thuốc, vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đoàn tàng, ngươi là nói vũ trí ba phú nhạc cùng vũ trí ba minh. Mang theo vũ trí ba nhất tộc đại bộ phận ninja Đi tới Nhật Cao Sơn Đúng vậy Đoàn tàn gật đầu Sắc mặt lạnh lùng nói Nhật Trảm Ngươi hẳn là biết vũ trí ba bộ tộc đi tới Nhật Cao Sơn mục đích đi Vũ trí ba Phú Nhạc là em trai của Ly Việt Mà vũ trí ba Minh lại là ninja tinh anh của vũ trí ba Sau khi tộc trưởng vũ trí ba chết trận Hai người này là người có tư cách trở thành tộc trưởng mới nhất Trong thế hệ trẻ của vũ trí ba nhưng bây giờ lại cùng nhau đi tới Nhật Cao Sơn. Cho nên không cần nghĩ cũng biết vũ trí ba lại có chủ ý gì. Nhật Cao Sơn Vũ trí ba Ly Việt Hỏa ảnh đời thứ ba hít mắt, nếp nhăn giữa hai lông mày lại sâu thêm một ít. Hắn nhớ mang máng, thiếu niên 8 năm trước. Chỉ mới 16 tuổi, anh đã thể hiện tài năng đáng sợ của mình, được các ninja trong làng gọi là yuji bo chấm b tái sinh về sau bị sa ẩn vây giết, càng là bằng vào sức một mình, thoát khỏi chiến trường, thành công sống sót. Lúc ấy hắn nghe được việc này, nhưng là khiếp sợ thật lâu. Bởi vì trong tiểu đội sa ẩn vây giết ly việt, có phong ảnh đời thứ ba đã trở thành phong ảnh. Tiểu đội thượng nhẫn có cường giả ảnh cấp, đừng nói người khác, cho dù là mình, cũng không dám nói có thể đối phó. Tuy rằng sau đó Ly Việt rời khỏi thôn, cũng không xuất hiện trước mặt mọi người nữa nhưng ấn tượng mà thiếu niên này lưu lại trong lòng hắn vẫn khắc sâu như vậy vũ trí ba bang thứ hai trong mắt hỏa ảnh đời thứ ba hiện lên một tia lo lắng hiện tại mộc dịp cần chính là một vũ trí ba có thể nghe lời làm chó mà không phải vũ trí ba cường đại có thể kết thúc loạn thế kia hơn nữa mộc dịp cũng không cần một ninja cấp bậc vũ trí ba bang nếu quả thật xuất hiện loại ninja này vậy hắn cái này ba đời một còn có tư cách đảm nhiệm hỏa ảnh sao nghĩ vậy thần sắc viên phi nhật trảm lại trầm trọng thêm một phần nhật trảm vũ trí ba nhất định là đi mời tiểu tử kia về thôn tiểu tử kia một khi về thôn vũ trí ba thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng đến lúc đó chúng ta còn muốn cắt giảm bộ cảnh vệ quyền lực chỉ sợ cũng khó khăn cho nên chúng ta không thể không đề phòng a à. đoàn tàng trầm giọng nói viên phi nhật trảm nghe xong có chút đồng ý bất quá đồng ý thì đồng ý, người của hắn thế nhưng là nhân hậu khoan dung, nhằm vào gia tộc cùng thôn cùng ninja gia cũng không phù hợp với người của hắn. Vì thế lập tức sụ mặt, cố ý quát lớn. Vũ trí ba là ta mộc dịp một phần tử, bọn họ càng mạnh liền đại biểu thôn càng mạnh, hơn nữa cách càng là thôn ninja, gia, hắn về thôn chúng ta hẳn là hoan nghênh, mà không phải phòng bị. Đoàn tàn gia mặt co rút, không nghĩ tới vị lão bằng hữu này của mình lại dối trá như vậy. Rõ ràng so với mình còn không muốn nhìn thấy vũ trí ba cường đại, so với mình còn muốn cắt giảm quyền lực bộ cảnh vệ, nhưng mỗi lần nói chuyện, lại luôn bày ra một bộ dáng rộng lượng. Bất quá đối với ba đời dối trá, hắn đã thấy nhưng không thể trách. Vì thế cố nén bất mãn nói. Ngươi đã không muốn xử lý, vậy chuyện này giao cho rễ làm đi. Nói xong, cũng không đợi trả lời, trực tiếp xoay người rời đi. Viên phi nhật trảm đưa mắt nhìn đoàn tàn rời đi nhưng từ đầu đến cuối đều không nói thêm câu nào. Rõ ràng vừa rồi còn nói không nên phòng bị vũ trí ba. Nhưng đến khi đoàn muốn hành động lại không ngăn cản, ngược lại áp dụng thái độ ngầm thừa nhận. Cho nên những lời vừa rồi, cũng không biết có phải viên phi nhật trảm hí tinh thượng thể hay không, mới nói ra. Chờ sau khi đoàn tàn rời đi, viên phi nhật trảm thu hồi ánh mắt, xuyên qua cửa sổ nhìn tượng đá trên họa ảnh nham, cuối cùng sâu kín thở dài. Ta làm hết thảy đều là vì mộc dịp, chắc hẳn vũ trí ba nhất tộc sẽ hiểu được khổ tâm của ta. Tự hồ tìm được lý do an ủi mình, ánh mắt vốn có chút âm trầm dần dần hòa hoãn lại. Đoàn tàng rời khỏi văn phòng hỏa ảnh, lập tức trở về căn cứ. Thương cẩu. Đoàn tàng đại nhân. Một bóng dáng đeo mặt nạ động vật xuất hiện, nửa quỳ trên mặt đất. Tiểu tử viên phi gia kia, hẳn là còn đang uống rượu. Đoàn tàng chống quải trượng sâu kín mở miệng. Đại nhân là nói. Trưởng tử viên phi tân trợ giúp của tam đại nhân. Rút niên gia thấp giọng hỏi. Từ đoàn tàn nhẹ nhàng gật đầu. Trưởng tử hỏa ảnh viên phi nhật trảm đời thứ ba tên là viên phi tân chi trợ, 17 tuổi, một dịp thượng nhẫn. Người này mặc dù là con của hỏa ảnh, nhưng lại có một sở thích, đó chính là thích uống rượu, sau khi uống say còn thích phát điên, thường xuyên xung đột với bộ cảnh vệ quản lý trị an bất quá bởi vì trợ giúp mới là hỏa ảnh chi tử, cho nên mỗi lần xung đột đều là chuyện lớn hóa nhỏ hóa nhỏ. Hắn sở dĩ nhắc tới đối phương, là bởi vì hắn muốn lợi dụng trợ giúp mới của viên phi xung đột với bộ cảnh vệ, để thăm dò thực lực và thái độ của ly việt đối với thôn. Nếu ly việt và vũ trí ba kính thân cận thôn, thực lực cũng không tính là rất mạnh, vậy còn dễ nói. Nhưng nếu kiệt ngạo bất tuân như vũ trí ba bang, hơn nữa còn mạnh đến thái quá, Vậy hắn cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, nếu như có thể thông qua việc này vu khống bộ cảnh vệ lạm dụng quyền lực, sau đó thừa dịp ly việc vừa về thôn, đánh vũ trí ba trở tay không kịp, hoàn thành tước quyền đối với bộ cảnh vệ, vậy thì càng tốt. Nghĩ vậy, đoàn tàng ý vị thăm trường nói. Trợ lý mới của viên phi hôm nay cũng vì say rượu mà phát sinh xung đột với bộ cảnh vệ phải không? Đoàn tàng đại nhân, trợ giúp mới của viên phi hôm nay cũng không có tên là thương cẩu căn bộ ninja trả lời, bất quá lời này còn chưa nói xong, hắn liền phản ứng lại, nghe hiểu đoàn tàn ý tứ. Trợ giúp mới của viên phi có xung đột với bộ bảo vệ không? Vậy bây giờ đi chăm ngòi ly gián chế tạo xung đột, không phải là có xung đột sao? Thương cẩu nghe hiểu do dự một chút, ngữ khí trở nên ấp úng. Nhưng... Nhưng bên họa ảnh đại nhân... Hừ. Đoàn tàn hừ lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm thương cẩu căn bản chỉ cần nghe ta một người mệnh lệnh là được không cần để ý tới họa ảnh bên kia vâng thương cẩu gật đầu sau đó nháy mắt biến mất thấy bộ hạ rời đi đoàn tàn thu hồi ánh mắt lẳng lặng đứng trong bóng tối ước chừng qua một hồi lâu mới sâu kín tự nói mặc dù là lợi dụng con trai của nhật trảm nhưng tất cả những gì ta làm đều là vì mộc dịp nói vậy nhật trảm cũng sẽ tán thành cách làm của ta nói xong thân thể ẩn vào bóng tối biến mất không thấy. Nếu Ly Việc lúc này ở đây, nhất định sẽ cười ra tiếng, đồng thời cảm thán Mộc Diệp rốt cuộc đã tạo nghiệt gì. Xuất hiện hai vị ngọa long ấu phượng này. Ngay cả giọng nói cũng giống nhau, đồng một chút là vì Mộc Diệp. Vì lá cây. Vì Mộc Diệp liền cố ý hố bạn bè, sau đó hãm hại gia tộc cùng thôn cùng Ninh gia. Hay cho một lý do quan minh chính đại. Nếu sơ đại và nhị đại còn sống, không biết có thể cho viên phi nhật trảm và chí thôn đoàn một cái tác hay không, nói cho hai người, đánh bọn họ là vì mộc dịp. Tăng thêm chứng minh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thành tích ngày đầu tiên liên quan đến sinh tử, quỳ xuống cầu xin độc giả bằng hữu ủng hộ. 2.000 bông hoa 300 phiếu đánh giá thêm một phiếu thưởng thêm 500 về một nhân số khen thưởng tổng cộng vượt qua 5 người thêm một canh. Bản thảo lưu trữ nhiều hơn, tuyệt đối không giới hạn. Còn nữa, nếu có ý kiến hoặc kiến nghị gì, có thể để lại lời nhắn ở khu bình luận sách, tác giả sẽ xem, sau đó tiếp thu. Chương 05 Uchiha bất quá cho giữ nhà mà thôi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cổng làng Mộc Diệp Bởi vì Nhật Cao Sơn cách Mộc Diệp không xa lắm, cho nên chỉ một giờ, đoàn người đã về tới thôn. Hơn trăm tên vũ trí ba ninja, dưới sự dẫn dắt của Ly Việt đi ở đầu đường Mộc Diệp dẫn tới người qua đường liên tục quay đầu lại, nhỏ giọng nghị luận. Những người này đều là ninja của vũ trí ba nhất tộc đúng không? Ninja của vũ trí ba sao lại tụ tập cùng một chỗ, chẳng lẽ là muốn chấp hành nhiệm vụ? Không biết, bất quá các ngươi không cảm thấy cái kia đầu lĩnh vũ trí ba ninja rất là quen mắt sao? Người qua đường và ninja đi ngang qua thì thầm trong khi nhìn trộm. Quen mắt. Có người nghe vậy nhìn kỹ ly việc một cái sau đó tự hồ nhớ tới cái gì, ánh mắt nháy mắt trừng lớn, kinh hô lên. Ly Việt, vũ trí ba ly Việt. Vũ trí ba ly Việt. Mọi người mặc niệm một tiếng, lập tức giật mình. Nguyên bản phong trần tám năm lâu ký ức sông lên trong lòng, nhìn ly Việt kia tuấn giật khuôn mặt, chậm rãi cùng tám năm trước thiếu niên trùng hợp. Thật sự là hắn, năm đó vũ trí ba thiên tài. Nghe nói hắn rời khỏi thôn, lựa chọn một mình tìm tu, không nghĩ tới bây giờ đã trở lại. Tộc trưởng bộ tộc vũ trí ba chết trận, vị trí tộc trưởng trống, vũ trí ba rời việc hồi thôn, không phải là muốn trở thành tộc trưởng mới của bộ tộc vũ trí ba chứ. Tộc trưởng mới của vũ trí ba. Người qua đường kinh hô một trận. Thôn không thay đổi nhiều, nhưng đồng hồ trên tháp chung hình như đã thay đổi. Ly Việt nghe người qua đường kinh hô, đi ở phía trước nhất, nhìn chung quanh, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm. Đại ca, cái chung kia năm trước đã đổi rồi. Vũ trí ba phú nhạc cười giải thích. Từ, Ly Việt gật đầu, tiếp tục đi trên con đường quen thuộc mà xa lạ này, ký ức ngày xưa chậm rãi dâng lên trong lòng. Bất quá, không đợi hắn nhớ lại bao lâu, một tiếng trống giận liền vang lên, đem hắn lâm vào hội ức bừng tỉnh. Hỗn đảng, ngươi nói cái gì? Tiếng hô nổ vang, đem mọi người kinh động. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đường phố phía trước có một quán rượu, mà cửa quán rượu đang hội tụ hai nhóm người một nhóm người mặc áo di lê màu xanh lá cây chỗ cánh tay còn buộc một cái dây buộc màu đỏ hiển nhiên là thành viên bộ cảnh vệ mà nhóm còn lại là vài tên say rượu cũng mặc áo khoác màu xanh lá cây trên đầu mang theo lá gỗ bảo vệ tráng lúc này một gã thanh niên trong đám quỷ say đang say khước cầm lấy cổ áo một gã cảnh vệ bộ thành viên trên mặt lộ đầy thẹn quá hóa giận hiển nhiên trống giận chính là hắn phát ra lại là tiểu tử kia vũ trí ba phú nhạc nhíu mày trong giọng nói lộ ra một chút bất mãn hắn là ly việt nhìn thoáng qua cảm thấy thiếu niên này có chút quen mắt nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra đại ca ngươi đã quên tên kia chính là trưởng tử đời thứ ba viên phi mới trợ giúp vũ trí ba phú nhạc nhỏ giọng nhắc nhở viên phi trợ giúp mới Ly Việt nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra. Tên kia mặc dù là hỏa ảnh chi tử, nhưng lại thích uống rượu, hơn nữa mỗi lần uống rượu sau đều thích đùa dẫn rượu điên nháo sự, thường xuyên cùng cảnh vệ bộ xung đột. Bất quá đối phương là con của hỏa ảnh, cho nên mỗi lần chịu thiệt đều là chúng ta. Vũ trí ba phú nhạc giải thích một câu. Vậy sao? Ly Việt nghe xong lộ ra nụ cười khó hiểu. Hắn chân trước vừa bước vào thôn, chân sau liền gặp phải loại chuyện này nếu như nói là trùng hợp vậy cũng quá trùng hợp đi hơn nữa nếu là trùng hợp vậy trốn ở chung quanh không dám lộ diện chỉ có thể nhìn trộm mấy con chuột nhỏ lại là chuyện gì xảy ra cũng không thể là tới hoan nghênh hắn chứ nghĩ vậy hắn khoác ống tay áo rộng thùng thình khẽ cười nói đi đi qua nhìn xem xem một số người trong thôn đang nghĩ chủ ý gì hả vũ trí ba phú nhạc sửng sốt lập tức trên mặt hiện lên kinh nghi hắn nghe ra ngữ khí ly việt không đúng bất quá ly việt đã đi qua không cho phép hắn nghĩ nhiều chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo đoàn người đi vào nghe rõ hai bên tranh chấp viên phi tân trợ giúp ngươi đã không phải là lần đầu tiên uống rượu gây sự rồi chẳng lẽ ngươi thật cho rằng có thể bằng vào họa ảnh chi tử thân phận muốn làm gì thì làm sao đám người các ngươi đừng xen vào việc của người khác chúng ta thân là thành viên bộ cảnh vệ có quyền quản lý trị an thôn hỗn đảng trợ giúp mới thiếu gia là trưởng tử của hỏa ảnh đại nhân sao cho các ngươi nói năng lỗ mãn nói năng lỗ mãn hay cho một người nói năng lỗ mãn các ngươi kiêu ngạo như thế chẳng qua là ý vào thân phận viên phi tân trợ giúp là con của hỏa ảnh mà thôi không có thân phận này các ngươi tính là cái thái gì một gã cảnh vệ bộ tộc tức giận quát lên trợ giúp mới của Viên Phi đã không phải là lần đầu tiên say rượu gây sự. Nhưng mỗi lần đều bởi vì thân phận con trai hỏa ảnh, chuyện lớn hóa nhỏ hóa nhỏ. Bây giờ lại nghe được lời nói tương tự, thành viên bộ cảnh vệ tự nhiên không thể nhìn được nữa. Người nói cái gì? Khuôn mặt viên phi tân chi trợ vốn bởi vì say rượu mà đỏ bừng, thoáng cái trở nên xanh mét. Hắn thật sự là con của hỏa ảnh. Nhưng thân là con của hỏa ảnh, hắn lại không có thiên phú viên phi nhật trảm. Bình thường mặc kệ làm cái gì, đều cực kỳ bình thường. Ngay cả thân phận thượng nhẫn, cũng là bởi vì lúc khảo hạch thượng nhẫn, viên phi nhật trảm cố ý chọn cho hắn một nhiệm vụ tương đối đơn giản, mới miễn cưỡng đạt được. Cho nên hắn bình sinh ghét nhất người khác nói hắn là họa ảnh chi tử. Bất quá! Bình thường hắn lại không thể rời khỏi danh hiệu này. Bởi vì hắn biết, một khi mất đi danh hiệu này, mình sẽ trở nên hai bàn tay trắng. Muốn thoát khỏi danh hiệu này, rồi lại vô lực thoát khỏi, điều này cũng tạo thành tâm lý vặn vẹo trợ giúp mới của viên phi. Cho nên lời này của tộc nhân vũ trí ba rõ ràng đâm trúng điểm đau của hắn. Viên phi tân trợ giúp bị chọc giận hốc mắt trở nên đỏ bừng, hơn nữa còn gây mê, làm cho hắn miệng không lựa lời, nhìn mọi người bộ cảnh vệ, hung tận quát. Hay cho một cái cảnh vệ bộ quản chế trị an, các ngươi vũ trí ba tính cái gì Bất quá là thôn chó giữ cửa mà thôi, cũng dám quản chuyện của ta. ts Cầu chúc hoa tươi cùng phiếu đánh giá. Chương 06 Còn chưa tới phiên Saruti nhất tộc làm càng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong quán mì, hư vô ngồi ghế. Một tên chừng 10 tuổi, lưu có màu đỏ tóc dài, tướng mạo tinh xảo đáng yêu tiểu cô nương, chính đông nhìn tây thấy vị trí ngồi đầy về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn chặt, rất là đáng yêu. Bạn cửu tân nại, chỗ chúng ta có chỗ trống, muốn đi cùng không? Đúng lúc này, một thanh âm ôn hòa vang lên, kinh động cửu tân nại. Thật sự có thể sao? Cửu tân nại trong lòng vui vẻ, quay đầu nhìn lại. Lập tức nhìn thấy một nam hài tóc vàng tuổi sắp xỉ mình. Lúc này cậu bé đang nhìn mình, trên mặt còn treo nụ cười ấm áp như mặt trời. Cửu tân nại vốn có chút vui vẻ, sau khi nhìn thấy người này, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp, sau đó nhỏ giọng nói thầm. Sao lại là người này? Mời cô đi cùng, rõ ràng là bạn cùng lớp của cô. Ba Phong Thủy Môn. Bất quá Ba Phong Thủy Môn ở trong lòng nạn ấn tượng cũng không tốt lắm. Rõ ràng lớn lên giống nữ hài tử, không có cảm giác an toàn, lại thích nói mạnh miệng, nói cái gì muốn làm hỏa ảnh. Và hơn thế nữa, mỗi lần cô bị cười nhạo và bắt nạt ở trường ba phong thủy môn đều ở một bên quan sát, một chút cũng không ngăn cản. Đủ loại sự tích, làm cho cảm quan của nàng đối với thủy môn có chút kém. Bạn học cửu hạnh nại. Ba phong thủy môn nhìn cửu tân nại thật lâu không nói, nhìn không được lại hô một câu. Không cần, tôi đã ăn no rồi. Cửu tân nại ngạo kiều quay đầu đi, hư nhẹ một câu. Cô ấy không muốn ngồi cùng với những người khó chịu. Ha 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 ha, không nghĩ tới tiểu thái dương của chúng ta cũng có lúc bị cự tuyệt. Ngồi ở thủy môn bên cạnh sơn trung hợi nhất, nhìn không được cười nói. A à, ha ha ba phong thủy môn có chút xấu hổ gãi gãi đầu, vừa định nói cái gì đó, nhưng bên ngoài quán mì lại truyền đến một tiếng trống giận, đem lời của hắn cắt đứt. Hay cho một cái cảnh vệ bộ quản chế trị an, các ngươi vũ trí ba tính cái gì, bất quá là thôn chó giữ cửa mà thôi, cũng dám quản chuyện của ta. Tiếng gào thét vang vọng cả con đường truyền vào từng cửa hàng ở hai bên đường. Mọi người vốn đang ăn trong nháy mắt an tĩnh lại. Vũ trí ba. Chó giữ cửa làng. Trên đường cùng trong cửa hàng mọi người, từng cái sắc mặt trắng bệch. Không nghĩ tới có người lớn mật như vậy, dám nói ra loại lời này. Ai không biết vũ trí ba là bộ tộc sáng lập Mộc dịp. Tuy rằng vũ trí ba làm cho người ta có một loại ấn tượng cao ngạo, nhưng thôn dân Mộc Diệp vẫn thật lòng coi vũ trí ba là một phần tử của một dịp. Bây giờ có người nhục mạ vũ trí ba làm chó giữ cửa. Lời này truyền ra ngoài, nói nhẹ một chút là mạo phạm vũ trí ba bộ tộc. Nói nặng một chút, đó chính là châm ngòi thôn cùng vũ trí ba nhất tộc quan hệ, hoàn toàn có thể làm gián điệp xử tử. Gô lung tai. Ai lớn mật như vậy, dám nói ra loại lời này. Hợi nhất khó khăn nuốt mặt xuống, sắc mặt trắng bệt hỏi tuổi của hắn tuy rằng không lớn nhưng cũng hiểu được cái gì có thể nói cái gì không thể nói chúng ta ra ngoài xem một chút đi nụ cười trên mặt ba phong thủy môn đã biến mất thay vào đó là nghiêm túc và nghiêm túc việc này mặc dù không liên quan đến hắn nhưng hắn nhiệt tình yêu thương thôn này cũng coi mọi người trong thôn là đồng bạn cho nên hắn tuyệt đối không tán thành cách nói vũ trí ba nhất tộc là chó giữ cửa thôn thật là phiền toái nai lương lộc cửu thở dài Nắm lấy thu đạo đinh tọa còn đang ăn mì một bên, đi theo sau thủy môn, đi ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Cửu Tân Đại vốn nhiên đầu cũng nhìn về phía đường phố, phát hiện bốn người thủy môn đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo. Đoàn người đi ra khỏi quán mì, sau đó nhìn thấy cách đó không xa tụ tập một đám người. Một gã say khước thanh niên, đang cầm tức nhìn cảnh vệ bộ đội viên, vừa rồi lời kia hiển nhiên là từ trong miệng hắn nói ra là trưởng tử của tam đại nhân viên phi mới trợ giúp đại nhân nai lương lộc cửu nhỏ giọng nói một câu con trai của hỏa ảnh cửu hạnh nại cùng thủy môn sửng sốt không nghĩ tới người nói ra lời này lại là nhi tử đời thứ ba điều này làm cho mấy người có chút không thể tin được dù sao diễn xuất của ba thế hệ cũng không tệ cho nên trong mắt đại đa số ninja dân làng tam đại là một trưởng giả ôn hòa nhân từ ba đời nhân hậu như thế theo lý mà nói thân là con trai ba đời viên phi tân trợ giúp, cũng nên như thế, mà không phải giống như bây giờ, nói ra lời ác độc như thế. Ý cậu là Wuji.bo là con chó giữ cửa của Kiba. Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên, đánh thức mấy người cửu hạnh nại. Mấy người theo thanh âm nhìn lại, lập tức nhìn thấy một gã tướng mạo cực kỳ tuấn giật, khí chất cực kỳ ương nhã thanh niên. Hảo! Thật đẹp trai! Cửu tân nại ngơ ngác nhìn thanh niên, chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời lại có người phong thái như thế. Hắn là ai? Ba phong thủy môn tò mò hỏi. Không. Không biết. Ba người nai lương lộc cửu lắc đầu. Tuy rằng bọn họ lớn hơn thủy môn 2 tuổi, nhưng cũng chỉ mới 12 tuổi, làm sao có thể quen biết ly việt đã cách thôn 8 năm. Ý cậu là... Woozi.bo là con chó giữ cửa của kỳ ba trong lúc mấy người nghị luận ly việt lại lặp lại lời vừa rồi hơn nữa còn đi tới trước mặt viên phi tân chi trợ ánh mắt vốn trong suốt ôn hòa lúc này trở nên cực kỳ sắc bén giống như dao nhỏ quét qua người viên phi tân chi trợ bị loại ánh mắt này quét qua viên phi tân chi trợ không hiểu sao hoảng hốt nhưng lời đã nói ra khỏi miệng hơn nữa thân là họa ảnh chi tử hắn đã sớm vô pháp vô thiên quen làm sao sẽ cúi đầu vì thế lấy can đảm hừ lạnh nói đúng thì như thế nào? Trợ lý mới của viên phi vừa nói xong, giọng nói còn chưa dứt, đã cảm giác gò má truyền đến một trận đau đớn. Ba tiếng bàn tay vang lên. Ly Việt tác một cái vào mặt viên phi tân chi trợ, đánh bay đối phương ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, khuôn mặt vốn coi như kiên nghị trong nháy mắt sưng phù, khóe miệng lại tràn ra máu, có vẻ cực kỳ chật vật. Toàn trường yên tĩnh. Mỗi người đều ngơ ngác nhìn một màn này không nghĩ tới ly việt sẽ đột nhiên xuất thủ hơn nữa người đánh còn là con của họa ảnh trong lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm ly việt đã nhẹ giọng mở miệng trước khi nói những lời ngu xuẩn như vậy hy vọng ngươi nhớ kỹ vũ trí ba chính là một dịp sáng lập nhất tộc viên phi nhất tộc các ngươi hiện tại sinh hoạt địa phương là ta vũ trí ba xây dựng vinh quang của vũ trí ba còn chưa tới phiên viên phi nhất tộc ngươi giảm đạp chương bảy saruti nhất tộc chó săn bạn đang nghe tại truyện chấm audio vũ trí ba chính là một dịp sáng lập nhất tộc vinh quang của vũ trí ba còn chưa tới phiên viên phi nhất tộc dẫm đạp mấy câu nói này giống như một cây búa lớn gõ vào trong lòng mọi người càng gõ vào tâm khảm của tất cả tộc nhân vũ trí ba làm cho hốc mắt của tất cả tộc nhân vũ trí ba đỏ bừng từ sau cuộc chiến chung kết cốc vũ trí ba đã bị đè ép Đầu tiên là hạn chế khắp nơi của hỏa ảnh đời thứ hai, sau đó là chèn ép liên tiếp của hỏa ảnh đời thứ ba. Vũ trí ba bộ tộc tuy rằng phẫn nộ, nhưng vô lực phản kháng, chỉ có thể lui lại. Hai ba mươi năm qua, vũ trí ba nhất tộc chưa từng kiên cường như vậy. Lại ở trước mặt mọi người tuyên bố. Vũ trí ba chính là một dịp sáng lập nhất tộc, cho dù viên phi nhất tộc ra hỏa ảnh, cũng không có tư cách đánh đồng với vũ trí ba. Thật sự tốt thật đẹp trai cửu tân nại cách đó không xa nhìn một màn này trong đầu bất tri bất giác toát ra ý nghĩ này sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng mọi người đích xác đã quên vũ trí ba là bộ tộc sáng lập mộc dịp nại lương lộc cửu ở một bên thản nhiên nói đúng vậy trong núi hợi nhất cùng thu đạo đinh tọa có chút tán thành gật đầu hiện tại vũ trí ba bị ba đời liên tục chèn ép chưởng quản bộ cảnh vệ căn bản không còn bao nhiêu quyền lực cho nên rất nhiều người đều đã quên, vũ trí ba năm đó là cường đại cỡ nào, liên hợp thiên thủ cùng nhau kết thúc toàn bộ loạn thế. Nhưng theo một cái tác này của Ly Việt, mọi người tự hồ lại nhớ tới, vũ trí ba năm đó huy hoàng. Hỗn đảng, ngươi dám ra tay với tân trợ thiếu gia. Đúng lúc này, một tiếng trống giận vang lên. Chỉ thấy hai tộc nhân viên phi đi theo tân chi trợ vẻ mặt phẫn nộ, sau đó phóng về phía Ly Việt uống say bọn họ căn bản không nhớ tới ly việt là ai bất quá cho dù nhớ tới bọn họ cũng không sợ bởi vì bọn họ chính là viên phi nhất tộc hỏa ảnh đời thứ ba chính là tộc trưởng viên phi nhất tộc hiện giờ con trai trưởng của hỏa ảnh bị người của vũ trí ba tác trước mặt mọi người điều này đối với bộ tộc viên phi mà nói quả thực chính là sỉ nhục viên phi tộc đã sớm cảm thấy mình tài trí hơn người làm sao có thể chịu đựng loại khuất nhục này nói xong vọt tới trước mặt Ly Việt, giơ cánh tay lên muốn ra tay với Ly Việt. Con kiến hôi trên mặt đất cũng dám khiêu khích hùng ưng trên trời. Ly Việt nhìn hai người vọt tới, nhẹ giọng nói. Trong nháy mắt lời này rơi xuống, cánh tay của hắn liền đặt ở trên thái đao bên hông. Lôi chi hô hấp, nhất chi hình sét đánh chật lóe. Đâm rồi tiếng sét chói tai nổ vang. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, chỉ nhìn thấy một đạo lôi điện màu vàng hiện lên, Hai gã ninja viên phi vốn vọt tới, liền cứng ngắc tại chỗ, đầu cũng theo máu phun ra, nặng nề rơi xuống đất. Người bốn phía thấy vậy, ánh mắt lập tức trợn tròn, trong nháy mắt thét chói tai không thôi. Người chết rồi. Người qua đường bình thường hoảng sợ không thôi, liên tục lui về phía sau. Mà những ninja kia lại là vẻ mặt khiếp sợ, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Phát, đã xảy ra chuyện gì? hai gã viên phi tộc nhân kia vậy mà đã chết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cửu tân nại trắng bệt. Quá nhanh, căn bản không thấy rõ động tác vừa rồi. Dù cho lấy tỉnh táo nổi tiếng ba phong thủy môn, lúc này cũng mồ hôi lạnh đầm đìa. Vũ trí ba gia tên ninh gia này thật mạnh. Thực lực hiện tại của đại ca quả nhiên đạt tới tiêu chuẩn ảnh cấp. Vũ trí ba phú nhạc kích động không thôi. Ảnh cấp. Mọi người nghe vậy hít một hơi khí lạnh ánh mắt nhìn về phía ly việt tràn đầy rung động. Chết. Chết rồi. Viên phi tân trợ lý ngồi dưới đất, còn che mặt ngơ ngác nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn khiếp sợ không chỉ ly việt dám giết người. Càng khiếp sợ chính là thực lực của ly việt. Bởi vì hai vị viên phi tộc nhân này đặc biệt nhẫn nại. Đặc biệt nhẫn nhịn nói miễu sát liền miễu sát. Vậy. Ly Việt thực lực mạnh bao nhiêu? Nghĩ vậy, viên phi tân chi trợ sắc mặt trắng bệch đừng nói báo thù cho đồng bạn ngay cả dũng khí nhìn thẳng ly việt cũng không có bởi vì hắn sợ sợ ly việt xuất thủ cũng một đau chém hắn đã xảy ra chuyện gì ngay khi viên phi tân trợ giúp sợ hãi một tiếng hét lớn từ xa truyền đến ngay sau đó vài tên ninja mang theo mặt nạ động vật xuất hiện họ là những ninja gốc trễ sau khi nhận được chỉ thị của đoàn tàng căn bộ liền âm thầm gây trở ngại để viên phi trợ giúp mới xung đột với bộ cảnh vệ, sau đó trốn ở một bên, chuẩn bị xem ly việc sẽ xử lý việc này như thế nào. Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là, thủ đoạn của ly việc lại kịch liệt như vậy, không chỉ cho viên phi một cái tác, còn làm thịt hai người viên phi tộc khác. Sự tình phát triển đến đây, gốc trễ làm sao nhìn được. Sợ ly việc tiếp tục ra tay, cũng giết luôn viên phi tân trợ giúp. Đúng, là hắn, hắn giết tộc nhân của ta viên phi tân chi trợ nhìn thấy ninja gốc xuất hiện trên mặt nhất thời hiện lên kinh hỷ sống sót sau tai nạn vội vàng bò dậy trốn ở phía sau ninja gốc chỉ vào ly việt lên án tội ác của ly việt thật can đảm vũ trí ba ly việt người dám ở trong thôn tàn sát đồng thôn đồng bạn quả thực vô pháp vô thiên thương cậu là một trong những chủ sứ đứng ra quát lớn đại ca là gốc rễ của trưởng lão đoàn. vũ trí ba phú nhạc thấp giọng nói để. Ly Việt nghe xong giật mình, liên hợp tất cả những gì vừa xảy ra, đối với chuyện trước mắt đã có hiểu biết đại khái. Trợ giúp mới của viên phi sở dĩ xung đột với bộ cảnh vệ, phỏng chừng là do đoàn tàn thiết kế. Về phần mục đích. Đơn giản là muốn thăm dò thái độ của hắn đối với thôn, cùng với lợi dụng việc này, cắt giảm quyền lực của bộ cảnh vệ. Vũ trí ba ly Việt, ngươi bị tình nghi giết hại đồng bạn cùng thôn, theo chúng ta đi một chuyến tiếp nhận điều tra đi. Thương cậu mang theo bộ hạ đi tới. Ta vừa vào thôn liền cảm ứng được mấy con chuột nhỏ trốn ở chỗ tối không dám lộ diện, hẳn là các ngươi đi. Ly Việt cười tủm tỉm mở miệng. Hả? Thương cậu biến sắc, không nghĩ tới mấy người mình che giấu tốt như vậy, vẫn bị phát hiện. Bất quá nếu bị phát hiện, vậy cũng không có gì phải che giấu. Giám sát một dịp, bảo vệ một dịp an định là chúng ta căn bộ niêm gia chức trách tại sao che giấu nói ba 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 hay cho một chức trách bảo vệ một dịp an định ly việt vừa cười vừa vỗ tay cho mấy người vậy ta hỏi các ngươi các ngươi đã thấy được sự tình từ đầu đến cuối vậy trước đó vì sao không ra tay viên phi tân trợ giúp khi say rượu gây sự các ngươi không ra tay khi nhục mạ vũ trí ba thì không ra tay khi tộc viên phi động võ với ta các ngươi còn chưa ra tay. Nhưng sau khi ta giết tộc viên phi làm nhục vũ trí ba, các ngươi mới giả vờ xuất hiện chính nghĩa. Cho nên ta muốn hỏi một chút, gốc rễ các ngươi bảo vệ sự ổn định của Mộc Diệp, hay là sự ổn định của viên phi tộc? Hoặc là nói, căn bộ cùng chủ tử chí thôn đoàn tạng của các ngươi, đều đã biến thành tay sai của viên phi tộc. Chương 08 Đem đầu đưa cho đời thứ ba Bạn đang nghe tại truyện chấm audio lời này vừa nói ra, người ở đây sau khi cẩn thận suy tư, phát hiện thật đúng là như vậy. trong lúc nhất thời mọi người nghị luận, người kia nói hình như rất có đạo lý. thu đạo đinh tọa nghe xong nhìn không được nói, đích xác có chút đạo lý, nhưng cho dù như vậy cũng không nên giết người a, à, dù sao đều là niêm gia cùng thôn. sơn trung hợi nhất cau mày, tại sao không thể giết đối phương thế nhưng là nhục nhã vũ trí ba bộ tộc nếu như gia tộc của ngươi bị nhục nhã làm chó giữ cửa, ngươi còn có thể nói như vậy sao? Cửu hạnh nại ở một bên nghe vậy không nhìn được phản bác. Cái này. Hợi trong núi há miệng, lập tức có chút xấu hổ. Trên thế giới này, mỗi người đều có cảm giác vinh dự gia tộc rất mạnh. Nếu quả thật có người nhục nhã bộ tộc trong núi như vậy, mà mình lại có loại thực lực đó, nói vậy mình cũng sẽ giống ly việc như vậy. Tuy rằng giết người không đúng, nhưng gốc trễ đúng là có chút quá đáng, vẫn là nói gốc trễ thật sự chỉ phục vụ cho bộ tộc viên phi. Trong mắt ba phong thủy môn lộ ra một tia suy tư. Thủy môn, cẩn thận. Nai lương lộc cửu trưởng thành sớm thấp giọng nói. Tuy rằng gốc trễ đích xác tồn tại loại vấn đề này, nhưng loại chuyện này cũng không phải là chuyện mà đám tiểu hài tử bọn họ có thể nhúng tay. Ba phong thủy môn nghe xong trầm mặt xuống. Lúc thủy môn trầm mặt, thương cậu đối diện Ly Việt lại kinh sợ không thôi. Không nghĩ tới Ly Việt nói mấy câu đã làm cho mình á khẩu không trả lời được, hơn nữa còn lưu lạc đến cục diện bị người ta thoá mạ, vì cứu vãn cục diện, hắn nhất thời gầm lên. Căm miệng cho ta. Căn bản làm việc như thế nào, tự có suy tính của mình, làm sao cho ngươi nghi ngờ. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi sát hại cùng thôn ninja đều là sự thật, cho nên theo chúng ta đi một chuyến đi. Nói xong, liền cùng ba vị ninja gốc trễ khác bắt về phía ly việt làm càng vũ trí ba phú nhạc thấy gốc trễ dám động thủ nhất thời giận dữ những tộc nhân vũ trí ba khác cũng phẫn nộ không thôi từng người rút ra khổ vô ly việt chính là tộc trưởng tương lai hơn nữa vừa rồi ly việt hành động đã làm cho tất cả vũ trí ba ninja thuyết phục hiện tại căn bộ muốn động ly việt vậy phải xem vũ trí ba nhất tộc có đáp ứng hay không nói không lại là muốn lợi dụng quyền uy trong tay, cưỡng ép động thủ sao? Các ngươi a à, đã bị quyền lực trong tay ăn mòn rồi. Ly Việt cười khẽ, nhẹ nhàng để cánh tay khổ vô mà đệ đệ mình cầm trong tay, sau đó đi về phía ninh gia gốc. Nhưng hình như các ngươi đã quên. Ở ninh gia thế giới, thực lực mới là quyết định hết thảy chân lý. Ken Thanh âm trường đao ra khỏi vỏ nổ vang. Mấy người thương cậu thấy vậy sắc mặt đại biến cảnh ly việt miễu sát niêm gia tộc viên phi vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy hiện tại ly việt trút đau lần nữa rốt cục làm cho bọn họ nhớ tới ly việt không chỉ có miệng lợi hại thực lực cũng vô cùng khủng bố nhìn ly việt tới gần mấy người nhất thời có chút hối hận nhất chi hình phích lịch chợt lóe ly việt khẽ nói lôi đình nở rộ dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người một đạo lôi điện hiện lên chờ thân ảnh ly việt lần nữa hiện lên bốn cái đầu người phóng lên trời, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Một đao miễu sát. Những niêm gia gốc trễ này giống như niêm gia viên phi, ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng, đã bị miễu sát. golum tốt. Thật mạnh. Giống như vừa rồi, ngay cả nhìn cũng không thấy rõ, liền kết thúc chiến đấu. Vẻ mặt cửu hạnh nại và ba phong thủy môn chấn động. Ngươi, ngươi dám sát hại niêm gia gốc trễ viên phi vốn tưởng rằng mình an toàn nhìn thấy cảnh này sắc mặt biến đổi lớn sau khi nhìn thấy trường đao còn lưu lại máu tươi trong tay ly việt da đầu càng tê dại cước bộ liên tục lui về phía sau đã bị dọa vỡ mật vì sao không dám giết? ly việt phất tay vung khô máu trên lưỡi dao sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của đối phương chậm rãi đi tới ngươi ngươi muốn làm gì thấy ly việt đi về phía mình viên phi tân chi trợ cả người run lên trên mặt tràn đầy sợ hãi. Đại ca. Vũ trí ba phú nhạc cũng hoảng sợ, vội vàng hô. Đối phương dù sao cũng là con của hỏa ảnh. Nếu như đại ca nhà mình thật sự giết viên phi tân chi trợ, vậy vũ trí ba nhất tộc phỏng chừng sẽ phải đoạn tuyệt với hỏa ảnh đời thứ ba. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì mình có một người cha tốt. Nghe được thanh âm của đệ đệ mình, ly việc dừng bước, sau đó huy động trường kiếm, lưng đao chém ở đỉnh đầu viên phi tân chi trợ trực tiếp đem đối phương đánh ngất đi sau khi đánh ngất viên phi ly việt quay đầu nhìn về phía tộc nhân minh ta muốn đến văn phòng hỏa ảnh một chuyến ngươi dẫn tộc nhân hội tộc đi trước đúng rồi đem gốc ninja gia thi thể thu hồi sau đó giao cho chí thôn đoàn tàng giao trả thi thể trước thuận tiện nói cho đoàn tàng một tiếng để cho hắn móng vuốt chó không nên duỗi quá dài miễn cho móng vuốt bị chặt đứt vâng. Tên là Vũ Trí Ba Ninja vẽ mặt cuồng nhiệt trả lời, sau đó cùng vài tên tộc nhân thu thập xong thi thể, mang theo đại bộ phận tộc nhân rời đi. Theo Vũ Trí Ba rời đi, người qua đường vây xem thấy không có trò hay để xem, cũng đang xì xào bàn tán đi. Chúng ta đi thôi. Nại Lương Lộc bình tĩnh nói. Từ ba phong thủy môn biểu tình trầm mặt gật gật đầu. Tuổi của hắn tuy rằng không lớn, nhưng cũng nhìn ra vũ trí ba nhất tộc cùng họa ảnh xung đột vốn tưởng rằng thôn xóm hài hòa, không nghĩ tới còn cất giấu những dòng nước ngầm này. Không cần suy nghĩ quá nhiều, chúng ta hiện tại cũng không có năng lực thay đổi cái gì, dù sao chúng ta chỉ là hạ nhẫn, mà thủy môn ngươi ngay cả hạ nhẫn cũng không phải. Nai lương lộc cửu tự hồ nhìn ra tâm tư thủy môn, không khỏi nhắc nhở. Hắn cùng thu đạo đinh tọa còn có sơn trung hợi nhất năm nay 12 tuổi, là một dịp hạ nhẫn. Mà thủy môn càng là chỉ có 10 tuổi, còn tại Ninja trường học đọc sách qua vài ngày mới có thể tốt nghiệp cho nên chuyện của người lớn căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay vào từ ba phong thủy môn khôi phục lại trên mặt một lần nữa nở nụ cười ôn hòa tuy rằng không muốn nhìn thấy cùng thôn Ninja xung đột nhưng như Nara Luya đã nói cậu vẫn còn là một sinh viên và những điều này là sai những gì cậu có thể tham gia nói xong chuẩn bị xoay người trở về quán mì nhưng nhìn thấy cửu hạnh nại vẫn đứng tại chỗ, nhìn không được nhắc nhở. Bạn cửu hạnh nại, quán mì có vài người đi rồi, cậu muốn đến quán mì ăn mì không? Đối với lời này, cửu hạnh nại cũng không có trả lời, mà ngờ ngác nhìn một phương hướng. Ba phong thủy môn cảm giác có chút kỳ quái theo ánh mắt cửu tân nại nhìn lại, lập tức nhìn thấy thân ảnh ly việt. Tự hồ phát hiện có người nhìn mình chầm chầm, cửu hạnh nại lấy lại tinh thần khi nhìn thấy ba phong thủy môn đang dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn mình sắc mặt cửu tân nại còn một cái trở nên đỏ bừng giống như bí mật gì đó bị phát hiện nhất thời tức giận hô ngươi cái tên này nhìn chằm chằm ta làm gì hả ba phong thủy môn xấu hổ cười vội vàng thu hồi ánh mắt đồng thời giải thích ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi quán mì có chỗ không cần tôi đã ăn no rồi cửu hạnh nại mặt đỏ bừng đáp lại một câu sau đó vội vàng chạy đi người bị ghét phát hiện mình nhìn lén người khác cái này thật sự quá mất mặt nàng cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này ba phong thủy môn nghi hoặc không hiểu sao cửu hạnh nại đột nhiên tức giận bất quá không cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian thu đạo đinh tọa ba người thúc giục thanh âm lại truyền đến cho nên chỉ có thể đem nghi hoặc đặt ở đáy lòng một lần nữa đi vào quán mì sau khi tất cả mọi người tản đi trên đường phố chỉ còn lại ly việt vài người. Phú Nhạc, thu thập đầu viên phi tộc, sau đó mang theo trợ giúp mới của viên phi đến văn phòng hỏa ảnh. Ly Việt nhẹ giọng nói. Đại ca, chúng ta đây là. Vũ trí ba phú nhạc có chút kinh nghi hỏi. Đương nhiên là hỏi một chút, viên phi tân trợ giúp nhục mạ vũ trí ba vì trong coi chó là viên phi tân trợ giúp mình ý nghĩ, hay là chúng ta vị hỏa ảnh đại nhân ý nghĩ. Ly Việt thản nhiên mở miệng, lập tức tự hồ nghĩ tới cái gì, lại cười bổ sung một câu. Còn có. Thuận tiện đem đầu ninja viên phi nhất tộc trả lại cho tam đại đại nhân của chúng ta. Chương không chính. Giết đời thứ ba cháu ruột. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Văn phòng tòa nhà hành chính hỏa ảnh. Lúc này trong phòng làm việc ngoại trừ hỏa ảnh viên đời thứ ba phi nhật trảm, còn có hai thanh niên khác, ba người khi thì nhíu mày, tự hồ đang đàm luận cái gì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên đem ba người kinh động vào đi viên phi nhật trảm nói một tiếng sau đó liền nhìn thấy cửa lớn bị đẩy ra một thanh niên tướng mạo tuấn giật khí chất cực kỳ xuất chúng đi vào ba người nhìn thấy thanh niên thần sắc khẽ động phong trần đã lâu trí nhớ xông lên đầu tám năm trước thiếu niên kia chậm rãi cùng trước mắt quý công tử trùng hợp vũ trí ba ly việt thiên tài vũ trí ba tám năm trước sau khi xác nhận người trước mắt là ai viên phi nhật trảm lập tức phản ứng lại lộ ra nụ cười hiền hòa nghe nói vũ trí ba ninja đi tới nhật cao sơn khi đó ta liền suy đoán ly việc ngươi khả năng trở về thôn chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy đã trở lại ở trên núi khổ tu tám năm nhất định rất vất vả a à? lời này vừa dứt hai gã ninja trước bàn bừng tỉnh lại trong đó một gã có tóc ngắn màu bạc lưng đeo lưỡi dao ngắn thanh niên tràn đầy kinh hỉ đi tới giờ nắm đấm lên nện vào trước ngực Ly Việt. Ly Việt, tiểu tử ngươi trở về lúc nào, trước khi trở về làm sao cũng không nói một tiếng. Sóc mậu đại ca, đã lâu không gặp. Ly Việt nhìn người trước mắt này, lộ ra một nụ cười. Kỳ một sóc mậu, một dịp thượng nhẫn. Đồng thời cũng là làm cho những giới nghe tin đã sợ mất mật một dịp bạch nha. Tám năm trước khi Ly Việt còn ở thôn, thường xuyên cùng kỳ một sóc mậu tạo thành tiểu đội tiến hành nhiệm vụ, trong lúc nhiệm vụ nhiều lần được đối phương chiếu cố cho nên thường xuyên qua lại cũng liền quen thuộc ha ha ly việt quân đã lâu không gặp lúc này một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người ly việt nhìn lại phát hiện là bạn học cũ của mình vì vậy cười gật đầu đúng vậy đã lâu không gặp đại xà hoàng trước mắt này khí chất lạnh như băng thanh niên chính là đã trở thành tam nhẫn một trong đại xà hoàng hai người từng là bạn học cùng lớp. Chào hỏi hai người xong, Ly Việt lại nhìn về phía họa ảnh đời thứ ba, nụ cười trên mặt chậm rãi lắng xuống. Tam đại nhân, ta đã trở lại. Trở về là tốt rồi, về sau hẳn là sẽ không ra ngoài khổ tu nữa chứ. Họa ảnh đời thứ ba cười ha hả nói chuyện với Ly Việt, nhìn qua vẻ mặt hiền lành. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài, chỉ sợ cho dù là ai cũng sẽ không đem người trước mắt này cùng tâm hắc dối trá liên hệ cùng một chỗ. Không đâu, dù sao vũ trí ba nhất tộc cần ta, nếu ta còn đứng ở bên ngoài, vũ trí ba không chừng sẽ bị chèn ép. Ly Việt cười dài trả lời. Lời này hạ xuống, nguyên bản vẻ mặt hiền lành tam đại hỏa ảnh sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dáng, vẫn là cười ha hả bộ dáng, tự hồ nghe không hiểu Ly Việt nói gì. Đúng rồi, tam đại đại nhân, lần này đến văn phòng hỏa ảnh, ngoại trừ báo cáo với ngài, còn có một chuyện muốn giao cho ngài. Nói xong Ly Việt đi tới trước bàn làm việc, đem thủ cấp của tộc viên phi bọc vải đặt lên mặt bàn. Có lẽ là bị lực đè ép, máu tươi trong nháy mắt thấm đẫm vải đen, nhuộm đỏ mặt bàn. Hả? Viên phi nhật trảm vốn có vẻ mặt hiền lành, sắc mặt khẽ biến, đại xà hoàng cùng kỳ mộc sóc mậu bên cạnh cũng nhướng mày. Thân là ninja bọn họ, quá rõ ràng đây là cái gì? Ly Việt không để ý tới biểu tình của mấy người, mở tấm vải đen ra. Trong nháy mắt vải đen mở ra, hai cái đầu người trong nháy mắt đập vào mi mắt hỏa ảnh đời thứ ba. Đây là Trí kỷ cùng chân sinh Viên phi nhật trảm sắc mặt đại biến, cánh tay đặt trên bàn cũng hơi rung lên. Viên phi trí kỷ và viên phi chân sinh đều là hậu bối của hắn, hắn và phụ thân của hai người tuy không phải huynh đệ, nhưng theo bối phận trong tộc, hai người còn phải gọi hắn một tiếng đại bá cho nên hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra hai người nhìn thủ cấp của hai người viên phi nhật trảm ngẩng đầu sau đó mới phát hiện phía sau ly việt còn có một vũ trí ba phú nhạc đang đứng mà trong tay vũ trí ba phú nhạc còn mang theo trưởng tử của mình nhìn bộ dáng trưởng tử hiển nhiên là ngất đi ly việt đây là chuyện gì xảy ra kỳ mộc sốc mậu cũng phát hiện sự tình không đúng nhìn không được hỏi viên phi nhật trảm kịp phản ứng nhìn ly việt trầm giọng nói ly việt có thể nói cho ta biết trí kỷ và chân sinh chết như thế nào không hơn nữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn đối với chuyện ly việt hồi thôn vẫn là rất chú ý bất quá ly việt lúc trở về hắn vừa vặn lại cho đại xà hoàng hai người tuyên bố nhiệm vụ cho nên không biết đã xảy ra chuyện gì cũng không biết đoàn tàn tính kế trưởng tử của mình ta chết ly việt không chút do dự trả lời cái gì ly việt Ngươi! Kỳ mộc sốc mậu ở một bên sắc mặt đại biến, không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án này. Ha ha thật là thú vị a. À. Ánh mắt đại xà hoàng lướt qua ly việc một vòng, sau đó cười nhẹ nói. Thân là một dịp đỉnh cao chiến lực hắn, rõ ràng thôn những chuyện kia phá sự. Đồng thời cũng biết thôn chuẩn bị tiến thêm một bước làm suy yếu quyền lực của bộ cảnh vệ. Chỉ là không nghĩ tới, hôm trước đoàn tạng vừa đưa ra đề nghị này, hôm nay Ly Việt liền từ Nhật Cao Sơn chạy về, hơn nữa việc đầu tiên khi trở về thôn, chính là làm thịt hai gã viên phi tộc nhân. Loại thủ đoạn kịch liệt này, không thể nghi ngờ là tuyên chiến với họa ảnh. Cho nên hắn rất muốn biết, chuyện này cuối cùng sẽ phát triển theo hướng nào. Là gió đông áp đảo gió Tây? Hay là gió Tây áp đảo gió đông? Viên phi Nhật trảm da mặt co rút, sau đó lâm vào trầm mặt. Người chết là cháu trai của hắn viên phi nhất tộc không tính là đại tộc gì, không giống vũ trí ba tộc nhân đông đảo, cao thủ nhiều như mây. Cho nên viên phi trí kỷ và viên phi chân sinh đã là niêm gia tinh anh của bộ tộc viên phi. Hắn phái hai người đến bên cạnh trưởng tử là vì để cho hai người bảo vệ viên phi trợ giúp mới, đồng thời nhận viên phi trợ giúp mới là chính. Như vậy chờ hắn già rồi, trưởng tử cũng có thể thuận lợi tiếp quản gia tộc. Bất quá lấy tình huống hiện tại xem ra mưu tính của mình rõ ràng là thất bại. Đối với đầu sỏ quấy rầy mưu đồ của mình, hơn nữa giết chết tộc nhân của mình, viên phi nhật trảm tự nhiên hận không thể lập tức chém giết. Nhưng nhiều năm hỏa ảnh công tác, đã sớm để cho hắn dưỡng thành thâm trầm tính cách, cho nên dù là giận nữa, trên mặt cũng không biểu hiện cái gì, chỉ là ngữ khí trở nên trầm thấp, nhìn chầm chầm ly việt. Tại sao?